Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi xuống thành phố Quảng Ngãi, mình khám bệnh cho con của mình. Cháu nó bị chỗ hàm dưới nó bị là nó sưng lên. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, các anh chị là ở đây thành phố Quảng Ngãi. Cái đây chỗ là hẻm 700, hẻm là 178 Trần Hưng Đạo, hẻm 178 Trần Hưng Đạo nghe thưa anh chị. Nếu mà các bạn quẹo đi đường Quang Trung, quẹo vô, quẹo vào phía nó nằm phía tay trái đó, xe người ta đi ta khóm ở đây khóm Nhi ngang các anh chị ơi. 178 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Ở đây có là bác sĩ là khoa Nhi, là bây giờ ở đây 178 thì các anh chị là đi vào là nó sẹt 10. Ở đây xe taxi ta chở khách hàng, chả mấy em nhỏ vô khóm đó. Ở đây là vô hẻm này các anh chị ơi. Các anh chị có con nhỏ thì đi vô này 178 sẹt 2 ở đây. Vừa rồi cháu của mình nó con xuống như này, nó mổ con chim vì do đáy nó bị cái mòn gì mà nó đáy không được. Do các anh chị cũng coi kênh mình ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiều. Mình nếu anh chị có quan ngại thì mình cũng chia sẻ để cho anh chị biết mà đi khám bệnh cho con mình. Bây giờ người ta đang đi đưa con em ra đấy. Ở đây thì bác sĩ Bích Liên. Ở đây là bác sĩ thạc sĩ Lê Tiên nữa đó các bạn, từ xa đó thấy không đó, đưa con em ta ở đây rất đông xe để ở ngoài đó các bạn. Hai cái hẻm này Lê Tiên này. Đó các bạn, phía trong bốc xuống chờ rất là đông các bạn ơi. Giờ này chủ nhật cả 5 giờ 4-5 giờ gì đây, nhưng mà rất là đông. Mình chỉ đứng ở ngoài mình chia sẻ thôi, chứ trong đó không biết, mình cũng không có hỏi. Cho nên là mình chia sẻ cho anh chị các bạn ở ngoài để mình có con em mình bệnh mình mình thấy toàn là cho em nhiều đó. Đây chuyên khóm Nhi đó, cho nên mình chia sẻ đó. Cái trang rất là đông nha. Mình chờ con mình từ nãy giờ cũng nửa tiếng rồi, tại vì đem vô bốc số bác sĩ khóm rất là kỹ. Mà 178 này sạc 10 nè, 178 sạc 10 các bạn. Người ta đưa con ta đi khóm đó các bạn ơi. Mình sẽ mình là mình quay phía ngoài mình chia sẻ cho các bạn các anh chị thôi. Chứ không ở đây thì làm việc là ngày nào cũng làm việc. Thứ bảy chủ nhật cũng làm việc luôn. Thì ở đây mình có gì xíu nữa mình chụp cái chỗ mà giờ làm việc để mình đưa lên cho các bạn. Ở đây khách rất là đông, mà vô thì phải bốc số. Đây là vô cái hẻm các bạn ơi, 178 sạc 10 các bạn. Đằng trước phía trước có trồng cái cây rất đẹp, trong cái ổn cao rất đẹp, mà cây gọi cây làm thuốc đây, ngủ do bì về đây. Đây các bạn, bác sĩ Bích Hòa, bác sĩ thạc sĩ Lê Tiên.
Rồi thế anh chị đưa con em mình bệnh thì ở đây mình đi, trúng hôm nay là ngày chủ nhật các bạn ơi. Bữa nay là ngày chủ nhật này. À, ngày 4 tháng tháng 8 đó 2019 hả? Ở nhà trước có cây bông giấy này hả? 178 sạc 10 có cây bông giấy các bạn. Đó. Ở đây 170 18 sạc 8 này, bên đây sạc 10 các bạn. Đó, người ta về chợ con em ta rất là đông. Đó. Đó. Ở điều sau này nữa cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video của mình. Có gì các anh chị bấm chuông và chia sẻ và đăng ký giùm mình. Cảm ơn các bạn, các anh chị.